Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Tiết lộ ảnh riêng tư của ông trùm sòng bạc Macau, sủng bà Tư tới tận mây xanh. Chuyện tình khiến Khaled choáng ngợp so với những bà vợ khác của trùm sòng bạc Macau. Bà Tư Lương An Kỳ là người luôn nổi bật trên mặt trận truyền thông. Việc ông trùm sòng bạc Macau Hà Hồng Sơn qua đời sau nhiều năm chống chọi với bệnh tật được cho là khởi đầu cuộc chiến tranh giành tài sản của gia tộc quyền thế và giàu có nhất Macau. Ở thời điểm hiện tại, tang lễ của ông Hà vẫn chưa có thông báo cuối cùng. Tuy nhiên, những cuộc đấu đá âm thầm của các thành viên đã bắt đầu nóng lên. Trang Quy Quy đưa tin, trong một show truyền hình cách đây không lâu, bà Tư Lương An Kỳ đã tiết lộ hình ảnh về dinh thự của mình. Điều đáng nói, rất nhiều hình ảnh riêng tư và cá nhân của bà Tư và ông Hà được bày biện trang trí. Trong hình, cả hai có rất nhiều khoảnh khắc ngọt ngào, tràn đầy tình cảm, cho thấy ông Hà lúc sinh thời từng dành cho bà Tư tình yêu sâu lặng như thế nào. Những hình ảnh cực hiếm của ông Hà được bà Tư gìn giữ, trân trọng và đặc biệt in ra. Được biết, tấm hình mặc váy màu xanh của bà Tư được chụp trong lần đầu gặp ông Hà vì quá ấn tượng với nhan sắc và thần thái của bà Lương An Kỳ. Ông Hà Hồng Sơn đã tới và mời bà nhảy một điệu. Đây cũng là lúc mà lửa tình của cặp đôi bắt đầu nảy lở. Lúc sinh thời, ông Hà Hồng Sơn là người đam mê khiêu vũ. Thời điểm ông Hà phải lòng bà Tư, lúc đó trùm sòng bạc đã 65 tuổi, còn bà Lương An Kỳ mới ở độ tuổi 26, vẫn đang đi làm thêm rất nhiều nghề để kiếm sống. Trở thành tình nhân của ông trùm sòng bạc, bà Tư bị mang tiếng đào mỏ hám tiền. Cả hai thường xuyên đồng hành trong những buổi tiệc khiêu vũ. Buổi hẹn hò của cả hai người cho thấy sự xa hoa của ông Hà khi sẵn sàng chiều lòng người đẹp bằng trực thăng để du lịch. Với chi tiết này, KCNet hoa cả mắt với mức độ chi tiền khủng của trùm sòng bạc Macau. Trong chương trình này, bà Tư cũng khiến dân tình cảm động khi chia sẻ trong nhà tắm của bà luôn đặt một chai nước hoa. Đi biết đây là một món đồ mà ông Hà từng để lại và mới chỉ sử dụng một vài lần. Sau đó quyền tại nhà bà Tư. Suốt bao năm qua, bà Tư vẫn luôn đặt chai nước hoa tại đúng chỗ đó mà ông Hà để quên, cho thấy tình cảm sát son chung tình của bà với người chồng đào hoa giàu có bậc nhất Trung Quốc. Vốn là người đam mê khiêu vũ, tuy nhiên vì lâm bệnh nặng, ông Hà không thể tới sàn nhảy suốt những năm cuối đời. Vì điều này, bà Tư cũng không còn tham gia bất cứ câu lạc bộ hay tới sàn nhảy nào. Một lòng toàn tâm toàn ý lo lắng cho sức khỏe của chồng và cuộc sống của các con. Hai vợ chồng ngày còn trẻ rất tình cảm và lãng mạn. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.